Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tăng Thị Hoàn, hiện là giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1. Đến với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024, tôi xin được đem đến giải pháp vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc ôn tập đọc hiểu nghị luận xã hội nhằm tăng cường năng lực tư duy cho học sinh trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1. Sau đây tôi xin được trình bày giải pháp. Giải pháp của tôi gồm 3 nội dung: phần mở đầu, nội dung cốt lõi và hiệu quả của biện pháp. Đến với phần mở đầu, về lý do chọn giải pháp, là một cô giáo dạy văn, bản thân tôi nhận thức rõ về tầm quan trọng của bộ môn, đặc biệt là vai trò truyền cảm hứng, cần khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Cũng theo chương trình giáo dục phổ thông mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học, người giáo viên phải luôn không ngừng đổi mới tư duy cũng như cách thức tổ chức dạy học. Có thể thấy, đọc hiểu trong dạy học nói chung là hoạt động trên lớp của sự định hướng của người thầy. Còn đọc hiểu trong đề thi là hoạt động độc lập, sáng tạo của học sinh nhằm đánh giá năng lực của người học. Cùng với nghị luận xã hội, đọc hiểu là phần đầu tiên có vai trò quan trọng góp phần nâng cao kết quả bài thi môn ngữ văn. Để làm tốt phần này, học sinh cần huy động tổng lực từ kiến thức trong và ngoài nhà trường đến những kỹ năng cơ bản. Với giáo viên, làm thế nào để học sinh huy động được tổng lực từ kiến thức đến kỹ năng? Đó là câu hỏi cấp thiết cần được trả lời. Và việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc ôn tập đọc hiểu nghị luận xã hội đã trả lời cho câu hỏi trên, đồng thời khắc phục được những hạn chế trong tư duy, phát huy ưu điểm của hình thức dạy học, phương pháp dạy học hiện đại, từ đó hình thành năng lực phẩm chất người học đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục đề ra. Thứ hai, về thực trạng dạy học ôn tập đọc hiểu nghị luận xã hội ở trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1. Về ưu điểm, trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1 có chất lượng môn văn đạt chất lượng cao trong công tác dạy và học. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu. Giáo viên văn có nhiều nỗ lực đổi mới phương pháp hình thức dạy học. Trong nhiều tiết ôn tập đọc hiểu nghị luận xã hội, giáo viên đã chú trọng rèn kỹ năng làm bài cho học sinh, cung cấp những liệu phong phú, câu hỏi đa dạng. Học sinh có khả năng cảm thụ văn học tương đối tốt. Tuy nhiên, trong quá trình ôn tập, giáo viên chưa chú trọng xây dựng phương pháp đọc hiểu sâu, rèn kỹ năng gốc, vẫn theo cách thức cung cấp ngữ liệu, câu hỏi hướng dẫn học sinh trả lời theo mô típ vốn có. Học sinh thụ động trong quá trình học, chưa có thói quen đọc sách, dẫn đến tư duy máy móc, dập khuôn. Quá trình kiểm tra đánh giá, giáo viên căn cứ vào 3 rem điểm, học sinh chưa có cơ hội phản hồi kiểm tra chéo. Để khắc phục những hạn chế trên, tôi đã lựa chọn giải pháp vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc ôn tập, đọc hiểu nghị luận xã hội. Đặc biệt, giải pháp của tôi còn tạo ra những đổi mới mang tính ứng dụng cao trong dạy học. Về phía giáo viên, vận dụng hình thức, phương pháp, hình thức dạy đọc hiểu sâu, rèn kỹ năng gốc, định hướng tổ chức thực hiện, chú trọng thực hành qua các hoạt động. Về phía học sinh, tự đọc, tự nghiên cứu, trình bày, phản biện, từ đó nâng cao vốn sống, trải nghiệm. Học sinh tích cực, chủ động trong học tập, hình thành năng lực phẩm chất cốt lõi để học tập suốt đời. Quá trình kiểm tra đánh giá, giáo viên đổi mới cách đánh giá, học sinh tham gia vào quá trình kiểm tra chéo. Đến với phần nội dung cốt lõi, thứ nhất, phần mô tả bản chất của biện pháp. Ngoài vận dụng mô hình lớp học đảo ngược truyền thống, biện pháp của tôi tập trung vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vai trò. Thay vì giáo viên dạy đọc hiểu nghị luận xã hội theo cách đưa ra ngữ liệu với một hệ thống các câu hỏi hướng dẫn học sinh trả lời, thì với biện pháp của tôi, giáo viên sẽ tổ chức học sinh tự chọn chủ đề, chọn ngữ liệu, chọn câu hỏi và xây dựng đáp án. Về quá trình thực hiện, tùy vào năng lực tiếp nhận và vốn hiểu biết ở mỗi độ tuổi khác nhau, giáo viên đã thiết kế bài ôn tập đọc hiểu nghị luận xã hội theo quá trình tăng dần về mức độ như sau: khối 10, giáo viên đưa ngữ liệu; khối 11, giáo viên đưa chủ đề; khối 12, học sinh tự chọn chủ đề. Đến với nội dung thứ ba, tôi xin được trình bày giải pháp cụ thể với đối tượng là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1. Trong giới hạn của một tiết học, dựa trên tiến trình mô hình lớp học đảo ngược, tôi thiết kế bài ôn tập đọc hiểu nghị luận xã hội với 3 phần như sau. Phần thứ nhất, thiết kế nhiệm vụ trước giờ học. Ở bước này, tôi tập trung vào các hoạt động của giáo viên và học sinh. Giáo viên sẽ là người cung cấp kiến thức kỹ năng cơ bản qua phần mềm Meeting, chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ. Học sinh làm việc cá nhân, hoạt động nhóm, nhóm trưởng tổng hợp, nộp sản phẩm với 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, hệ thống các đề thi đọc hiểu nghị luận xã hội từ năm 2015 đến nay. Nhiệm vụ 2, thu thập ngữ liệu đọc hiểu. Nhiệm vụ 3, đặt câu hỏi đọc hiểu và câu hỏi nghị luận xã hội. Đến với phần thứ hai, thiết kế nhiệm vụ trong giờ học. Do giới hạn về thời gian, tôi vận dụng mô hình lớp học đảo ngược với hoạt động hình thành kiến thức như sau. Với nội dung 1, hệ thống các đề thi đọc hiểu nghị luận xã hội từ năm 2015 đến nay. Bước 1, giáo viên nêu lại nhiệm vụ. Bước 2, học sinh đại diện nhóm trình bày, các nhóm lắng nghe nhận xét và phiếu đánh giá theo tiêu chí rubric. Bước 3, đại diện nhóm nhận xét, đặt câu hỏi, giáo viên đặt câu hỏi mở rộng. Bước 4,
giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức cho điểm theo phiếu. Nội dung 2, trình bày thảo luận ngữ liệu, câu hỏi đọc hiểu, nghị luận xã hội. Bước 1, giáo viên lưu lại nhiệm vụ. Bước 2, học sinh đại diện nhóm trình bày. Bước 3, giáo viên chuyển kết quả của các nhóm cho nhau để đánh giá chéo. Bước 4, học sinh thảo luận nhóm, nhận xét, bổ sung theo hình thức ăn trải bàn, trình bày, tranh luận, phản biện, thống nhất. Bước 5, giáo viên cùng học sinh nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, chấm điểm dựa trên phiếu đánh giá theo tiêu chí rubric. Bước 6, học sinh hoàn thiện ngữ liệu và câu hỏi đầu vào. Phần thứ 3, thiết kế nhiệm vụ sau giờ học. Giáo viên yêu cầu học sinh xây dựng đáp án, học sinh xây dựng đáp án, kết hợp sơ đồ tư duy, tìm ngữ liệu mới, đặt câu hỏi, nộp sản phẩm. Về hình thức đánh giá, giáo viên đánh giá qua sản phẩm, quá trình. Đến với nội dung thứ 4, để thực hiện mô hình trên một cách hiệu quả, giáo viên đã định hướng cho học sinh thông qua quá trình giảng dạy trên lớp cũng như định hướng hoạt động học ở nhà như sau. Biện pháp 1, giáo viên định hướng học sinh tìm chủ đề, thu thập ngữ liệu. Thứ nhất, giáo viên tích hợp qua hình thức khởi động với mục tiêu tạo hứng thú, tâm thế, định hướng chọn chủ đề, ngữ liệu. Cách thức, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh kể về một câu chuyện ngắn về danh nhân văn hóa thế giới, một người nổi tiếng, những câu chuyện nhân văn, những clip truyền cảm hứng. Thứ hai, giáo viên tích hợp qua hình thức kiểm tra thường xuyên với mục tiêu lấy điểm thường xuyên, định hướng tìm chủ đề, ngữ liệu theo nguồn trích dẫn. Cách thức thực hiện, giáo viên xây dựng đề kiểm tra thường xuyên giữa kỳ, cuối kỳ theo yêu cầu tích hợp và hướng đến các chủ đề thời sự được xã hội quan tâm và có ý nghĩa nhân văn. Thứ ba, giáo viên định hướng học sinh đọc sách báo với mục tiêu rèn thói quen đọc sách, học sinh có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy, xác định chủ đề, hình thành ngữ liệu. Cách thức thực hiện, giáo viên giao nhiệm vụ học sinh đọc sách, văn bản văn học ngoài sách giáo khoa, văn bản thông tin có ý nghĩa sâu sắc, các bài báo có tính thời sự, có ý nghĩa nhân văn. Thứ tư, giáo viên định hướng học sinh xem chương trình truyền hình với mục tiêu học sinh quan tâm đến những vấn đề thời sự, có trải nghiệm mới lạ, có góc nhìn tích cực về cuộc sống, từ đó xác định chủ đề, hình thành ngữ liệu. Cách thức thực hiện, giáo viên giới thiệu một số chương trình truyền hình đặc sắc như VTV đặc biệt, Cất cánh, Vì bạn xứng đáng, Việc tử tế, vân vân. Biện pháp 2, định hướng học sinh đặt câu hỏi. Qua quá trình dạy học, giáo viên trang bị cho học sinh các dạng câu hỏi đọc hiểu trên là 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Giáo viên định hướng cho học sinh với các động từ thường dùng và các câu hỏi gợi ý. Các dạng câu hỏi nghị luận xã hội thường hỏi về một khía cạnh, một bình diện, một tiểu chủ đề, có thể hỏi nguyên nhân, giải pháp, ý nghĩa, vai trò, sứ mệnh. Giáo viên định hướng cho học sinh với từ lệnh, với các câu hỏi gợi ý. Biện pháp 3, định hướng học sinh xây dựng đáp án. Bằng cách giáo viên trang bị các bước trả lời phần đọc hiểu với 4 mức độ, từ phương pháp chung đến cụ thể. Tương tự, giáo viên trang bị các bước trả lời phần đoạn văn nghị luận xã hội từ việc đọc kỹ đề, lập dàn ý, viết đoạn văn đúng chính tả ngữ pháp. Với cách thức thực hiện như trên, giải pháp đã đem lại nhiều hiệu quả như sau. Thứ nhất, với giáo viên, vận dụng linh hoạt phương pháp hình thức, kỹ thuật dạy học tích cực, đa dạng hóa hình thức kiểm tra thường xuyên, thấu hiểu học sinh, đánh giá phẩm chất năng lực học sinh, nâng cao kết quả dạy học. Với nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế môn ngữ văn. Với đồng nghiệp, thúc đẩy phong trào đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy quá trình tự học, tự bồi dưỡng. Với học sinh, về kiến thức, kết quả học tập của học sinh được cải thiện rõ rệt. Về thái độ, học sinh hứng thú, tích cực hơn trong học tập. Về phẩm chất năng lực, học sinh sẽ được rèn các năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, thuyết trình. Các phẩm chất, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước, nhân ái. Hiệu quả của giải pháp trên được thể hiện qua những minh chứng sau. Thứ nhất, minh chứng về mức độ hứng thú của học sinh. Thứ hai, minh chứng qua kết quả học tập của học sinh. Thứ ba, minh chứng về kết quả thi tốt nghiệp. Cảm ơn ban giám khảo và quý thầy cô đã lắng nghe giải pháp của tôi. Tôi hy vọng sẽ nhận được những lời góp ý